cái ngựa cuối cùng chưa kịp nhảy lên đó, bật cửa kìa. Rồi giờ các anh giám sát hai bên đủ số người chơi chưa, đủ thể lại chưa? Đừng có ai đạp dây nha, đội nào mà có người đạp dây nha. Lúc đó, cái vật này nó qua tới nó là anh thắng. Cái vật này nó qua tới này là người nam không được, người nam không được chạm dây. Rồi hai bên chuẩn bị xong chưa? Khánh ơi, anh qua nó coi giúp em nè. Cổ động viên đừng chạm tay vào dây. Ba, hai. Số 3 là Văn Phòng, đội số 4 là Thành Phẩm. K2 xin mời hai đội bước vào sẽ đấu. Đội số 3 sẽ bên tay phải của tôi bên này ạ, đội số 3 bên này ạ.